Chương thứ 9, vị thiên sứ thứ 5 thổi lo, thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn. Mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực. Từ luồng khói ấy, có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất. Và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bọt cạp ở đất vậy. Đó là truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn Đức Chúa Trời ở trên trán. Lại cho chúng nó phép, không phải là giết, nhưng làm khổ những người đó trong 5 tháng. Và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bọt cạp cắn người ta. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết, mà không tìm được, mà sẽ ước ao chết đi, mà sự chết tránh xa. Những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu nó có như mão triều thiên, tợ hồ bằng vàng, và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống tóc đàn bà, và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt. Và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy ra nơi chiến trường. Đuôi nó có nọc như bọt cạp, ấy bởi trong những đuôi đó mà chúng nó có quyền hại người ta trong 5 tháng. Nó có vua đứng đầu, là sứ giả của vực sâu, tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Greek là Apollyon. Nạn thứ nhất đã qua, nay còn 2 nạn nữa đến sau nó. Thiên sứ thứ 6 thổi lo, vì thiên sứ thứ 6 thổi lo, thì tôi nghe có tiếng ra từ 4 góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ 6 đương cầm lo rằng, hãy cởi cho 4 vị thiên sứ bị trói trên bờ sông cái, Euphrates. 4 vị thiên sứ bèn được cởi trói, đã trực sẵn đến giờ, ngày, tháng và năm ấy, hầu cho tiêu diệt 1/3 loài người. Số binh kỵ mã của đạo quân là 200 triệu. Số đó tôi đã nghe. Kìa, trong sự hiện thấy, tôi thấy những ngựa và kẻ cưỡi ngựa ra làm sao. Những kẻ ấy đều mặc giáp màu lửa, màu tía, màu lưu hoàng. Đầu ngựa giống như đầu sư tử, và miệng nó có phun lửa, khói và diêm xanh. 1/3 loài người bị giết vì 3 tai nạn đó là lửa, khói và diêm xanh ra từ miệng ngựa. Vì quyền phép của những ngựa ấy, ở nơi miệng và đuôi nó, những đuôi nó giống như con rắn và có đầu, nhờ đó nó làm hại người. Còn những người sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ. Cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa.